Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Football Studio. Apple mới đây thì đã gửi thư mời về sự kiện ra mắt những chiếc iPhone mới. Thì trong sự kiện này sẽ có những điều gì khác biệt? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha. Một phút dành cho quảng cáo, khi những chiếc iPhone 14 và 14 Pro Max ra mắt thì chắc chắn chiếc iPhone 13 Pro Max sẽ bị khai tử. Thế cho nên, bạn nào còn đang quan tâm đến siêu phẩm này thì hãy truy cập vào footballstore.vn để tham khảo giá của bên mình nha. Rồi, quay trở lại với chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay thì vào ngày 7 tháng 9 tới đây, theo giờ Việt Nam là 0 giờ ngày 8 tháng 9 thì Apple sẽ chính thức tổ chức sự kiện buổi lễ lớn nhất của năm nay dành cho giới công nghệ. Đó là ra mắt sản phẩm iPhone 14 và những sản phẩm đi kèm theo đó. Thì khác với mọi năm do dịch Covid thì những sự kiện này của Apple được tổ chức online và chúng ta xem qua kênh chính của Apple. Thì vào năm nay khi dịch Covid đã hết rồi thì Apple sẽ tổ chức sự kiện này offline tại Apple Park California và mời những các bên như nhà báo, các trang tin công nghệ và các bên đối tác đến để tham dự sự kiện này. Nếu như các bạn cũng là một iFan và xem những sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple vào những năm trước kia, ví dụ như là sự kiện ra mắt chiếc iPhone X thì được tổ chức offline, thì khi chúng ta xem những sự kiện này nó có không khí hơn hẳn. Sự kiện ra mắt lần này thì Apple đặt tên là Far Out, nghĩa nôm na của nó là xa xôi. Thì dựa vào đây mình suy đoán rằng có thể trong buổi lễ ra mắt lần này Apple sẽ tung ra cái tính năng mới trên những chiếc iPhone 14 và 14 Pro Max và sẽ bỏ xa so với những thế hệ iPhone trước đây. Cụ thể thì Apple sẽ tăng cảm biến chính từ 12 megapixel lên tới 48 megapixel cho dòng iPhone 14 series. Ngoài ra cả tên sự kiện là Far Out cũng gợi ý về khả năng chụp ảnh thiên văn tốt hơn cũng như thiết kế đầy sao trên nền ban đêm. Không biết chừng Apple có thể trang bị cả ống kính tiềm vọng để iPhone chụp trời đêm đẹp hơn, thậm chí có thể chụp mặt trăng giống như Huawei đã làm. Một giả thuyết khác nữa cũng được rất nhiều anh em đồng ý, đó là iPhone thế hệ mới sẽ được trang bị tính năng Always On Display, nghĩa là màn hình của chúng ta luôn sáng. Đây là một cái tính năng cực hay trên những dòng Android khác thì đã có từ rất lâu. Tuy nhiên thì Apple có thể lần này sẽ mang lên những chiếc iPhone mới. Hình ảnh sự kiện Far Out thì hiển thị trên nền tối giống như màn hình smartphone khi không được sử dụng, với nền đen và màn hình nền chờ. Nếu đúng thì đây cũng là một cái tính năng cực hay để cho anh em chúng ta cùng trải nghiệm. Tính đến thời điểm hiện tại, các thông tin rò rỉ cho rằng Apple sẽ trình làng dòng iPhone 14 series với 4 model, cụ thể là chiếc iPhone 14 6,1 inch, iPhone 14 Max 6,7 inch với màn hình tay thỏ và iPhone 14 Pro 6,1 inch, iPhone 14 Pro Max 6,7 inch với thiết kế màn hình đục lỗ. Theo như thánh đồng Michiku thì chỉ có 2 model là iPhone 14 Pro và Pro Max mới được sử dụng con chip A16 mới, còn hai mẫu iPhone 14 và 14 Max sẽ sử dụng con chip A15, tương tự như model iPhone 13 series. Về giá thì cả 4 model iPhone 14 có thể sẽ tăng 100 USD so với iPhone 13. Theo đó thì những chiếc iPhone 14 sẽ có giá bắt đầu khởi điểm từ 899 USD. iPhone 14 Max thì sẽ là 999 USD và các mẫu iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max sẽ có mức giá lần lượt là 1099 USD và 1199 USD. Ngoài ra thì năm nay chắc chắn Apple Watch S8 cũng sẽ ra mắt cùng với sự kiện hôm 7 tháng 9 tới đây. Tuy nhiên hơi đáng buồn là S8 năm nay có vẻ không nâng cấp gì nhiều. Tiếp đến là iPad Gen 10 cũng được kỳ vọng nhiều với thiết kế mới, chip mạnh hơn và cổng sạc Type-C. Mình nghĩ anh em đang tìm iPad thì nên chờ sản phẩm này nha. Và cuối cùng là iOS 16 với những nâng cấp về giao diện cùng với nhiều tính năng cũng sẽ ra mắt chính thức kèm với những chiếc iPhone 14. Và đó là những thông tin tổng hợp về sự kiện sắp ra mắt tới đây của Apple. Và như thông lệ hàng năm, Football Store cũng là một trong những đơn vị đầu tiên trên tay những chiếc siêu phẩm này. Các bạn hãy cùng chờ xem và đón chờ trên kênh Football Studio nha. Xin chào và hẹn gặp lại.